vị tuổi Ngọ 2023, cạnh tranh mạnh, thị phi nhiều, làm ăn khó khăn hơn trước. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, sang năm 2023, cát khí thoái trào, hung khí gia tăng, người tuổi Ngọ đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở ở các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Như dù thế nào đi nữa, một khi đương số giữ được tâm lý bình tĩnh và sự tỉnh táo, thì mưu sự cũng gặt hái được thành quả nhất định, cứ nỗ lực hết mình không lo túng thiếu, và chi tiết như sau. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Ngọ 2023. Tử vi tuổi Ngọ 2023 nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, bạn mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt. Song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức lại không phải là hay, chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không nào? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm cát tinh soi đường, chỉ lối, tuổi Ngọ sẽ dần dần bắt kịp với guồng quay công việc, lại thêm cát tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí là thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Và những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Ngọ 2023. Coi bói tử vi năm 2023, vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ cũng không mấy sáng sủa. Cục diện Mão Ngọ tương phá khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm công việc không đạt tiến độ, yêu cầu ảnh hưởng đến tài lộc dậm chân tại chỗ. Ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Đồng thời, hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, có thể đó là cái bẫy kẻ xấu đã sắp đặt chờ sẵn bạn nhảy vào. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiền tiết kiệm, đề phòng cho sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn, chính tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có được đền đáp tương xứng, đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư từ trước. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Và những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù xài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Ngọ 2023. Đáng buồn là con đường tình duyên của người tuổi Ngọ cũng phủ một màu ảm đạm. Ngũ hành tương khắc ảnh hưởng đến cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp. Ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp. Có thể những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Tuy nhiên mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng. Và những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Ngọ 2023.
May mắn là người tuổi Ngọ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong năm này. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan và suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc làm việc quá sức. Thiên Đức và Thiên Hỷ báo tin vui về chuyện tình cảm hoặc con cái. Vì thế, những ai bầu bí trong thời điểm này cần chú ý chăm sóc sức khỏe, luôn giữ tinh thần vững vàng, vui tươi, chủ động tâm sự và tìm sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết. Và những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Ngọ. 1. Tử vi tháng 1. Tháng đầu tiên của năm 2023 là một tháng nhiều may mắn đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt là trong chuyện thi cử, xin việc. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để thực hiện các kế hoạch của mình, áp nhận được sự giúp đỡ của quý nhân để gặt hái thành công. Nhân duyên tốt cũng giúp cho con giáp này gặp được người tâm đầu ý hợp hoặc bạn bè, đối tác giới thiệu cho những mối làm ăn đáng quý. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình, bạn sẽ có bước tiến đáng kể trong cuộc sống. 2. Tử vi tháng 2. Bản mệnh cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn trong thời gian này, thậm chí có người còn được giao phó cho những nhiệm vụ trọng đại, giúp khẳng định vị thế, có lợi cho con đường thăng quan tiến chức. Hãy tin tưởng vào bản thân để có thể sẵn sàng chấp nhận thách thức. Tuy nhiên, cơ hội cũng sẽ tiềm tàng nguy cơ, kẻ tiểu nhân luôn tìm cách đẩy bạn vướng vào thị phi nhằm hạ uy tín. Tốt nhất hãy tập trung làm cho tốt công việc của mình, tránh quan tâm đến yếu tố bên ngoài. Chuyện tình cảm có tiến triển nhất định khi bạn được đối tượng ưng ý. Đôi bên có thể giữ quan hệ để tìm hiểu kỹ hơn về nhau. 3. Tử vi tháng 3. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn. Bạn dễ mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng nên không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Hãy khiêm nhường hơn trong lối cư xử, nhưng đừng vì thế mà lùi lại nhường cơ hội cho người khác. Chuyện tình cảm cũng không mấy hài hòa khi người có đôi có cặp cảm thấy bị trói buộc trong mối quan hệ của mình. Bạn mong muốn nửa kia cho mình nhiều không gian tự do hơn nên thường tỏ vẻ khá lạnh lùng và bất cần. Vấn đề sức khỏe cũng không được xem nhẹ vào tháng này, bạn cần cẩn thận trong khi lao động hoặc tham gia giao thông, tránh tổn thương cơ thể. 4. Tử vi tháng 4. Người tuổi Ngọ cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong tháng này, song bạn vẫn cần hết sức chú ý đến tình huống trước mắt. Chỉ khi có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau, bạn mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội với người khác. Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể xuất hiện trong tháng này, khuyên bạn chớ nên quá nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Con giáp này cần biết mình biết ta thì mới mong gặt hái được thắng lợi. 5. Tử vi tháng 5. Tháng 5 vừa tiềm tàng nguy cơ nhưng cũng sẽ có những cơ hội xuất hiện giúp bản mệnh khẳng định bản thân. Bằng vào sự mưu trí và bản lĩnh của mình, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể vượt được chông gai, mở ra con đường mới để phát triển. Thời điểm đào hoa vượng, bạn có thể gặp được một vài đối tượng khá phù hợp. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên nhanh chóng chấp lấy cơ hội. Tuy nhiên, với các cặp vợ chồng thì bạn nên chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác. 6. Tử vi tháng 6. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ không phát triển thuận lợi được như dự tính trong tháng 6 này. Con giáp này cần chú ý trong các hoạt động hợp tác, tránh để kẻ xấu đâm sau lưng hoặc tìm cách cướp công của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có tiến triển gì đáng kể, bạn phải dành khá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề đau đầu. Nếu còn điều gì băn khoăn, bạn nên hỏi ý kiến người giàu kinh nghiệm, tránh tự mình mày mò tìm cách giải quyết, cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm. 7. Tử vi tháng 7. Người tuổi này không gặp được nhiều cơ hội thích hợp trong tháng 7, chủ yếu bạn chưa chuẩn bị kỹ các yếu tố nhân lực và vật lực nên thời cơ đến cũng khó có thể nắm bắt. Bản mệnh nên coi đây là một bài học để không còn vướng phải trong tương lai. Ngoài ra bạn cũng cần phải mua sắm, chi tiêu khá nhiều trong thời điểm này, vì thế chớ tiêu xài lãng phí hoặc đầu tư mù quáng, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của, thậm chí phải vay mượn của nhiều người khác để sống qua ngày. 8. Tử vi tháng 8. Tuổi Ngọ phải đối diện với khá nhiều trắc trở trong sự nghiệp vào tháng 8. Bạn cần phải cẩn trọng trong các quyết định của mình, tránh tin người quá, kẻo lại chịu tổn thất không đáng có. Việc làm ăn buôn bán cũng cần chú ý, hợp đồng rõ ràng, chớ đẩy bản thân vào cảnh tranh chấp tiền bạc. Quan hệ vợ chồng cũng không được yên ấm trong tháng này, ai cũng bận rộn với các công việc riêng nên ít thời gian quan tâm đến nhau. Để tránh mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, hai người nên sắp xếp thời gian để hâm nóng cảm xúc. 9. Tử vi tháng 9. Sự kiêu ngạo và mù quáng có thể đẩy bản thân người tuổi Ngọ vướng vào rắc rối trong tháng 9 này. Bạn nên chú ý trong cách giao tiếp với lãnh đạo, tránh thể hiện cái tôi quá lớn, gây ấn tượng xấu với đối phương. Phương diện tình cảm có nhiều biến chuyển tích cực hơn, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng khá triển vọng.
Tuy nhiên con sắp này cần khiêm tốn hơn trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành thời gian lắng nghe đối phương. 10. Tử vi tháng 10. Tháng 10 âm lịch, bản mệnh sẽ phải chịu đựng khá nhiều áp lực trong công việc. Bạn không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác mà hãy tự lực cánh sinh. Khi bạn tự cố gắng để vươn lên, bạn sẽ ngày một tài giỏi và mạnh mẽ hơn, tương lai đủ sức đương đầu với sóng gió. Trong mối quan hệ vợ chồng, hai người cần phải thẳng thắn và chân thành với nhau, chớ nên có những tư tưởng tìm niềm vui ở nơi khác. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên cần nhanh chóng tìm cách giải quyết chứ không phải làm ngơ, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. 11. Tử vi tháng 11. Người tuổi ngọ khó tìm được cơ hội để phát huy năng lực của bản thân trong tháng này. Dường như cấp trên và đồng nghiệp luôn chèn ép bạn, khiến bạn vất vả lắm mới đạt được mục tiêu đã đề ra. Việc làm ăn buôn bán cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, bạn không nên vội vã tìm cách mở rộng thị trường. Hãy đánh giá chính xác tình huống trước mắt, rồi đưa ra những quyết định sau cùng cũng không muộn. Khi gặp phải khó khăn, bản mệnh nên tâm sự với người thân hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy bạn sẽ giảm được áp lực, đồng thời được đối phương chỉ cho những hướng phát triển đúng đắn. 12. Tử vi tháng 12. Tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, dù vất vả nhưng người tuổi ngọ vẫn có thể đạt được một vài cơ hội để phát triển. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng ngần ngại thể hiện điểm mạnh của bản thân, bạn có thể chạm tay vào mục tiêu của mình. Người làm ăn kinh doanh nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế thị trường nên có thể mở lối đi riêng, thu hút được một lượng khách hàng mới khá lớn. Dù bận rộn nhưng bạn rủng rỉnh tiền tiêu, chuyện tình cảm cũng hòa hoãn hơn khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của người khác. Đây là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong lá số tử vi của những gia chủ tuổi ngọ trong năm 2023 quý mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!